Family and Friends Special Edition Great Vibes Unit 10 New Words at the Airport. In this lesson, you will learn the vocabulary about the airport. Are you ready? Now, let's have a look at the vocabulary you learned today. Listen and point. Money. Passenger. Arrivals. Departures. Luggage. Passport. Magazine. Newspaper. Listen and repeat. Money. Passenger. Arrivals. Departures. Luggage. Passport. Magazine. Newspaper. Now, listen to my explanation, the vocabulary. Money. Money. What you earn by working or selling things and use to buy things. Tiền bạc. Ở đây các em có thể nhìn thấy các hình thức tiền được sử dụng trên thế giới. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến hình thức tiền giấy hoặc là tiền polymer đang được sử dụng rất rộng rãi các quốc gia trên thế giới. Hình thức thứ hai là hình thức tiền xu. Tiền xu này có thể đi xe buýt, mua một món hàng nhỏ hoặc là những đồ uống ở các máy bán hàng tự động. Hình thức thứ ba là thẻ tín dụng. Người ta không cần phải mang một số lượng tiền mặt lớn khi mua hàng. Người ta có thể thanh toán khi đi taxi, người ta quẹt thẻ để người ta thanh toán. Hoặc là ở hệ thống siêu thị, người ta cũng có thể quẹt thẻ để thanh toán rất dễ dàng và tiện lợi. Passenger. Passenger. A person who is traveling in a car, bus, train, plane, or ship, and who is not driving it or working on it. Một người di chuyển trên các phương tiện mà chúng ta vừa xem qua, ví dụ như xe hơi, xe buýt, xe lửa, máy bay hay là thuyền. Và đặc biệt hơn hết là người này không có trực tiếp lái cái phương tiện đó hoặc là làm việc ở trên đó, mà đơn giản chỉ là di chuyển bằng phương tiện đó mà thôi. Passenger, hành khách. Arrivals. Arrivals. The part of an airport that you go through when you arrive on a plane. Đây là khu đến của sân bay. Khi một người nào đó bắt đầu lên máy bay và di chuyển, thì khi đến đất nước nào đó, người đó sẽ xuống kiểm tra hành lý và những giấy tờ liên quan. Sau đó sẽ tiến ra khu đến để gặp người nhà, người thân, người quen của mình. Ở khu vực này sẽ rất là đông đúc và các em có thể thấy rất nhiều người. Họ không biết họ sẽ đón ai. Vì vậy, họ sẽ ghi tên của người mà họ đón lên trên tấm biển, giơ cao để khi người đó bước ra, nhìn thấy tên mình thì họ biết đó chính là người đón mình. Thông thường là những vị khách hoặc là những người làm ăn, họ đến họ giao dịch thì họ sẽ ở khách sạn và nhân viên khách sạn sẽ ra đón họ. Departures. Departures. The part of an airport where you go before catching a plane. Khu vực này là khu vực đi ở sân bay. Khi mà người nhà của chúng ta đi du học hoặc là đi du lịch, thì đây là cái nơi cuối cùng chúng ta sẽ gặp mặt trước khi họ bước vào kiểm tra hành lý và các giấy tờ liên quan, và sau đó là họ sẽ lên máy bay để khởi hành.
Luggage, luggage, hành lý. Bags, cases, etc. that contain clothes and things when you are traveling. Những túi sách, những vali hay là nhiều thứ khác nữa mà trong đó có chứa quần áo hoặc các vật dụng cá nhân khi chúng ta đi du lịch, di chuyển đến một nơi nào đó. Luggage, luggage, hành lý. Passport, passport, hộ chiếu. A small book that identifies you as a citizen of a country, and you use it to show when you enter or leave a country. Một cuốn sách nhỏ mà trong đó nó xác nhận rằng chúng ta là công dân của một nước nào đó, và chúng ta phải sử dụng nó để trình ra cho nhân viên hải quan kiểm tra khi chúng ta muốn đi du lịch ở một nước nào đó, hoặc là chúng ta rời khỏi quốc gia thì chúng ta cũng vẫn phải trình ra trước khi chúng ta lên máy bay. Magazine, magazine, tạp chí. A large thin book with a paper cover which contains articles, photographs, etc. often on a particular topic. Một cuốn sách mỏng, lớn, có cái bìa ở ngoài, mà bên trong đó gồm có các bài báo, các tranh ảnh và nhiều thứ khác nữa, mà thường tất cả những cái nội dung này đều hướng đến một cái chủ đề nhất định. Các em cùng quan sát trên màn hình nhé. Ở đây chúng ta thấy chúng ta có tạp chí Thế giới điện ảnh, tạp chí Sức khỏe, tạp chí Tin học và đời sống, tạp chí Ăn uống, tạp chí Nhà đẹp. Vậy ở đây chúng ta thấy mỗi một cái tiêu đề của tạp chí chính là cái chủ đề mà nội dung của cuốn tạp chí sẽ nói đến. Magazine, tạp chí. Newspaper, newspaper. A set of large print sheets of paper or a website containing news, articles, advertisements, etc. Một sấp giấy được in, trên đó gồm có cái gì? Thứ nhất là tin tức, những bài báo, những mục quảng cáo và những thứ khác nữa. Newspaper, báo. Ở đây chúng ta thấy báo chí nó có hai hình thức. Thứ nhất là báo giấy, thứ hai là báo điện tử. Nhìn chung, ngày nay người ta thích xem báo điện tử hơn vì người ta dễ dàng nắm được thông tin trong ngày ngay trên chiếc điện thoại thông minh hoặc là chiếc máy tính bảng của mình. Now, open your book to page 74. Listen and read. I'm so excited about our vacation. How much time do we have before our flight, Mom? We have lots of time. Leave your luggage here and look in the stores. How much money do you have? $5. Me too. Not another magazine, Holly. How many magazines do you have already? Hundreds. Okay, maybe not. I have an idea. Because we don't have much money, let's put it together and buy one really nice thing. Later. So, what did you buy? A present for you. For me? Thank you. You know I love chocolates. It's to say thank you for taking us on vacation. Now, look at your book again. Listen and repeat after me. I'm so excited about our vacation.
How much time do we have before our flight, Mum? We have lots of time. Leave your luggage here and look in the store. How much money do you have? $5. Me too. Not another magazine, Holly. How many magazines do you have already? Hundreds. Okay, maybe not. I have an idea. Because we don't have much money, let's put it together and buy one really nice thing. So, what did you buy? A present for you. For me? Thank you. You know I love chocolates. It's to say thank you for taking us on vacation. Now, let's see a video clip about the story you learned today. I'm so excited about our vacation. How much time do we have before our flight, Mom? We have lots of time. Leave your luggage here and look in the stores. How much money do you have? $5. Me too. Not another magazine, Holly. How many magazines do you have already? Hundreds. Okay, maybe not. I have an idea. Because we don't have much money, let's put it together and buy one really nice thing. Later. So, what did you buy? A present for you. For me? Thank you. You know I love chocolates. It's to say thank you for taking us on vacation. Now, let's have a look at your book again, the story at page 74. Chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện mà chúng ta vừa học qua ở trang số 74 và cùng lắng nghe phân tích nghĩa của thầy nhé. Câu chuyện xảy ra ở sân bay. Lúc đó, cả gia đình đang có một kỳ nghỉ và họ chuẩn bị khởi hành. Trước giờ khởi hành, lúc đó câu chuyện đã xảy ra. Max đã nói rằng: "Ồ, con hào hứng quá về kỳ nghỉ của chúng ta." Holly thì nói: "Thế trước khi lên máy bay thì chúng ta còn bao nhiêu thời gian vậy mẹ?" Bà mẹ trả lời: "Chúng ta còn nhiều thời gian con à. Hãy để hành lý ở đây và đi xem cái gì đó ở trong cửa hàng đi các con." Khi bắt đầu đi đến cửa hàng thì Holly đã hỏi Amy và Leo: "Các anh chị có bao nhiêu tiền?" Amy trả lời: $5. Leo nói: "Anh cũng vậy." Khi Holly bắt đầu đưa tay tính lấy một cuốn tạp chí ở trên kệ
Thì lúc đó Max lên tiếng. Không phải tạp chí nữa đấy chứ Holly. Đến giờ thì em có bao nhiêu cuốn tạp chí rồi? Holly trả lời. Cả 100 cuốn anh à. Thôi được rồi, có lẽ là không vậy. Amy lên tiếng. Chị có một ý này nè. Bởi vì chúng ta không có nhiều tiền, hay là chúng ta gom lại và mua một thứ gì đó thật là ý nghĩa đi. Sau đó một lát, tất cả cùng quay trở lại vị trí chờ và gặp mẹ. Bà mẹ thốt lên. Ồ, các con đã mua được gì nào? Leo trả lời. Một món quà cho mẹ. Bà mẹ ngạc nhiên. Cho mẹ hả? Cảm ơn các con nhé. Ồ, các con biết là mẹ thích sô-cô-la lắm đây. Và Holly đã lên tiếng. Chỉ là để nói cảm ơn mẹ đã cho chúng con đi nghỉ thôi ạ. Một bài học thật ý nghĩa phải không các em? Đó là sự biết ơn chân thành, dù chỉ là một món quà đơn sơ nhỏ bé. Đó là ý nghĩa của câu chuyện ngày hôm nay. Are you tired? Do you want to relax with me? Okay. Today I have a small game for you with Mario. I think you know Mario. Now, let's discover with 5 questions about the vocabulary you learned today. Are you ready? Now, let's go. Question number 1. Listen carefully. A small book that identifies you as a citizen of a country, and you use it to show when you enter or leave a country. Do you still remember this word? Write it on your paper. Is passport? Yes, passport. Very good. Next, listen carefully. Question number 2. A large thin book with a paper cover which contains articles, photographs, etc., often on a particular topic. What is it? Very easy. Can you guess? Okay. Magazine. That's right, magazine. Now, let's go with number 3. The part of an airport that you go through when you arrived on a plane. Very easy. Have you finished? Quickly. Arrivals. Okay, very good. And this is the gift for you. Now, let's go to question number 4. A set of large printed sheets of paper are a website containing news, articles, advertisements, etc. Can you guess this word? Very easy. Your parents often buy it every morning. Yes! Newspaper. Newspaper. Very good. Now, come to the last question. A person who is traveling in a car, bus, train, plane, or ship, and who is not driving it or working on it. Do you still remember my explanation?
very easy. That's right. Passenger. Passenger, very good. Now, take the coin. Very good. You have just finished the game with 5 right answers. Congratulations. Now, open your workbook and listen to my explanation. Exercise number 1, page 68. Read and circle the correct word. Ở bài này các em quan sát, đây là hình thức chọn lựa lại từ vựng trong phần in đậm phù hợp với nghĩa của câu là phần chữ không in đậm. Các em quan sát ví dụ câu số 1. Passport, luggage is all the bags you take on vacation. Chúng ta cùng quan sát phần chữ không in đậm nhé. Là tất cả những túi xách mà bạn đem theo khi đi nghỉ mát. Vậy ở đây chúng ta sẽ phải chọn là gì? Luggage, chứ chúng ta không thể nào chọn passport. Bởi vì passport là hộ chiếu. Number 2. Your passport or departures is a little book with your name, photos and information about where you are from. Cái gì của bạn là một cuốn sách nhỏ gồm có tên, ảnh và thông tin về nơi mà bạn đến. Number 3. You use money or magazines to buy things from stores. Chúng ta sử dụng gì đó để mua những thứ từ cửa hàng. Number 4. You read a magazine or newspaper to see what is happening in the world. Bạn đọc một cái gì đó để thấy được là những gì đang xảy ra trên thế giới. Number 5. When you are going on vacation, you go through money or departures at the airport. Khi mà bạn đi nghỉ thì bạn phải đi qua cái gì đó ở sân bay. Number 6. When your plane lands, you go through arrivals or departures. Khi máy bay của bạn hạ cánh thì bạn phải đi qua khu nào đó. 7. You can read a passenger's or magazine at the airport before you get on a plane. Bạn có thể đọc một cái gì đó ở sân bay trước khi mà bạn bước lên máy bay. 8. Our luggage or passengers is a person who travels on a plane. Một cái gì đó là người di chuyển ở trên máy bay. Đó là phần hướng dẫn bài số 1 trang 68. Now, let's have a look at exercise number 2. Listen and check the box. Ở bài này thì các em sẽ lắng nghe phần nghe máy để chọn ra thông tin đúng. Từ thông tin đó các em quan sát vào hình ảnh để kết nối thông tin, lựa chọn hình ảnh đúng và đánh dấu check vào ô đáp án A, B hoặc là C nha. Now, exercise number 1. Write C for countable words and U for uncountable words. Chúng ta cùng nhìn vào bài số 1 trang 69 là 8 từ vựng chúng ta đã học. Trong đó, ở đây, người ta yêu cầu chúng ta sẽ ghi 2 ký tự. Một là chữ C, nếu như từ đó có thể đếm được. Và ghi chữ U, nếu như danh từ đó không đếm được. Chúng ta sẽ cùng quan sát và ghi vào cho chính xác nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.
Goodbye. See you next lesson.